Tập 21 Tập cuối Trọng Đức vừa nói đến đó Chợt nghe tiếng của Tư Được cười phá lên và bảo Có bọn tao đây rồi Mày khỏi cần lo Kim Hoa và Hạnh giật mình nhìn ra cửa phòng Qua thực Tư Được và đồng bọn đã đứng chặn bên ngoài Hai quê biết Kim Hoa và Hạnh Không thể nói miệng tài được với Tư Được Vì cái này là tay thân tính của ông hội tám Nhiều khi ông hội nghe lời Tư Được hơn các con y hai quê nhận thấy phải dở võ lực ra chú liền chụp lấy cây roi trên tay ba hái và đứng sát bên lưng kim hoa và hạnh kim hoa lên tiếng bảo tư được kìa anh tư anh làm gì hùng hổ quá vậy anh không nể nang tư được khoát tay nói tôi không nể nang ai hơn ông hội đồng nhất là với cô kim hoa là người từ nay không có việc gì dính dấp tới gia đình này nữa cô đã từ hôn với cậu hai tụi tôi không xem cô là mợ hai như mỗi khi vậy kim hoa tái mặt lại và cười gần một tiếng đồ vô ơn bội nghĩa Trước kia anh vẫn năn nỉ tôi Nói với cậu hai đề bạc anh Cho anh có được chức vụ và địa vị trong điền Vậy cũ kỹ rồi có nhắc làm gì Có ít lợi gì đâu Hạnh ôm tồn lên tiếng bảo Chú Tư à Dầu sao cũng còn có tôi đây Chú cũng phải nghe tôi Tư được cười ha hả và nói Cô không biết cái gì hết Đừng chen vào vụ này Cậu hai đã chết rồi Cô hay chưa Ông hội biểu tôi phải trả thù cho cậu cô còn binh vực gì nữa cho thằng sát nhân kia hạnh và kim hoa sững sờ kêu lên trời cậu kha chết rồi Chứ sao và tụi tôi có lệnh là lôi thằng trọng đức ra đầm ôm súng mà đập chết và neo xác nó ở dưới lành kinh hãi chạy lại ôm trọng đức gào khóc lên anh ơi em liều chết với anh trọng đức nhìn nàng rưng rưng nước mắt không em đừng chết ngu dại như vậy anh chết rồi em sống với ai Lành ôm chặt lấy trọng đức bảo tiếp Người ta có giết chết em rồi Mới kéo sát em ra khỏi mình anh Chương 11 Chương cuối Ai mở nổi dây oan trái Tư được ganh tức với trọng đức Sợ để lâu sanh biến Mà không trả thù riêng được Liền làm qua với bọn thủ hạ Và hét to lên Bay đâu cứ theo lệnh của ông hội đồng mà làm Gã lại bảo với Kim Hoa và Hành Hai cô gian ra đi Việc này không có dính líu đến đàn bà Đừng ở đây mà có việc rủi ro khó lòng Ông hội đã biểu tụi tôi dắt cái thằng sát nhân ra đầm ống súng rồi Mà hai quê làng chàng muốn binh việc cho kẻ tội phạm ắt tụi tôi phải ra tay đàn áp Giữa chỗ đánh nhau rồi gậy không có bắt tránh người Tốt hơn hai cô đi cho nhanh ra khỏi đây là hơn Kim Hòa và Hạnh biết tư được thừa nước đục thả câu Gã có thể phạm thương hai người Rồi đổ thừa cho cả hai ngăn cản hắn thi hành lệnh chủ mà hắn vì rủi ro không cố ý Nên gây ra cho hai người phải bầm dập dốc liễu mình nhà Nhưng hai người vẫn không chịu bước lui Cả hai nắm tay lại bảo Sống chết gì mình cũng quyết ở đây Tư được tức giận phất tay ra hiệu cho thủ hạ Hai quệ tính chống cự lệnh của ông hội Anh em cứ đập sụm do nó Tội dạ gì à, tôi chịu Đánh đi Đánh ai cản trở công việc của mình Đừng vì nể ai nữa cả Bọn thủ hạ của tư được xưa rài quen tánh phách lối hay làm những điều ngang ngược nay thấy có người đứng mũi chịu xào cho hành động của chúng dạy vì chúng không ồ ạt xông lên liều một lúc mười gã thủ hạ dơ roi tiến lên và nói đập tụi nó không nể nang sợ hãi về ai cả kim hoa trông thấy bọn nọ làm dữ quá sợ đến đứng chân trói một chỗ mà trố mắt nhìn chưa bao giờ hai nàng phải gặp trường hợp kinh sợ và bối rối như vậy chợt có tiếng người quá to lên mấy người này làm cái gì vậy Muốn nổi loạn hẻo Lời nói ấy có giọng thỏ thẻ của đàn bà Xong oai nghiêm và khí khái Kim Hoa và Hạnh mừng rỡ Ý cô Út Cô 14 thông thả tiếng vào phòng gằn dòng hỏi tư được Bọn anh làm gì hò reo và dơ roi gậy lên Để tính đánh ai đó Mấy anh không nể nang gì mở hai vật cô tư đây à Tư được không thể xem cô 14 như Kim Hoa và Hạnh được Cô Út là em gái ông hội đồng không phải như những cô gái mặt còn non sữa này Mà dễ ăn hiếp Tư Được vội nói với cô Út Thưa cô Út Tụi tôi có lệnh của ông hội đồng Lệnh gì Dạ đưa thằng Trọng Đức ra đầm bóng súng Lệnh ban ra bao giờ Dạ mới vừa rồi đây Sau khi cậu hai bị chết Cô 14 nạt lên Im Nói bậy Hai công chết hồi nào Dạ vì bác sĩ nói Tư được ấp úng mãi Gã chỉ nghe bác sĩ bảo Có thể hai công không còn hy vọng gì lắm Nhưng cô 14 đã đính chánh ngay Hai công chưa chết Nó còn mê man trên giường bệnh khi tôi bỏ về đây Tôi về sau mấy người Sau hai công chết mà tôi không biết gì cả Nghe cô 14 bảo như thế Kim qua và Hạnh mừng rỡ và kinh ngạc Cô Út nói sao Anh hai chưa chết à Cô 14 nhìn hai người đôi mắt thoáng một vẻ buồn rầu Hai công chưa chết Nhưng cũng khó qua khỏi Bác sĩ hết sức cố gắng theo bác sĩ nói nếu sang máu kịp và đưa hai công về Sài Gòn nội ngày nay Có thể có chút hy vọng Bác sĩ này là vị bác sĩ của phái đoàn hội thông thập tự quốc tế qua giúp Việt Nam Nên ông ta có thể xin phi cơ trực thăng chở hai công về Sài Gòn Khổ một nỗi là không ai có máu đúng với loại máu của hai công để sang cho nó Kim Hoa và Hạnh Đồng nói một lượt Không biết máu của cháu có hợp với máu của anh hai không? Cô 14 khẽ lắc đầu E rằng cũng không Cô đã thử máu của cô rồi khác với loại máu của hai công Loại máu hai công thuộc về loại máu hiếm có Và phức tạp Mà bác sĩ cắt nghĩa cho cô nghe Cô e rằng kim qua và hạnh cũng không có liền khi ấy Trọng Đức ứng tiếng hỏi Loại máu chữ O có thể sang cho loại máu của hai công được không? Loại chữ O à Ai có loại máu ấy? Trọng Đức chỉ tay vào ngực Tôi Hai năm trước tôi bị tai nạn đụng xe Và được chở vào nhà thương Người ta cho tôi hay Tôi có loại máu vào loại chữ O có thể tiếp nhận bất cứ loại máu nào Và cũng có thể sang qua cho bất luận ai Cô 14 kinh ngạc khỏi Anh bằng lòng sang máu cho hai công Thấy người gần chết Mình không cứu thì đâu phải là con người Cả mọi người sửng sốt nhìn vào mặt Trọng Đức Trọng Đức bảo Tôi sẵn sàng sang máu cho hai công Nếu người trong gia đình y không chê dòng máu của tôi là dòng máu nghèo nàn Cả ba cô gái cũng thốt ra lời Trời không ai chê anh cả mà Cứu người như cứu quả Mấy cô còn đứng ngỡ ngừa ra đó làm gì Có đem tôi đến bệnh viện liền Để sang máu cho hai công Sớm chừng nào tốt chừng nấy Cô 14 quay sang quắt mắt nhìn tư được Và thét bảo Cởi công ra liền Nhanh lên Tư được quảng hốt Mò lia lịa túi quần Dạ dạ Ui mà chết mẹ tôi rồi Tôi bỏ quên chìa khóa Cả cô 14 kim qua và hạnh Và lành cùng xông lại như muốn túm lấy tư được Và quát khỏi Quên chìa khóa ở đâu Muốn khiết chết hả Cô 14 lại chỉ tay vào mặt y Rít lên Chậm cứu cháu tôi Hai câu mà chết thì anh là người giết nó Anh sẽ biết tay tôi trả thù cho cháu Nhưng tư được reo mượn lên một tiếng Và nói Dạ dạ có đây Hu ba hồn chính vía Hồi nãy mò huynh qua tôi không thấy chìa khóa trong túi Tưởng bỏ quên ở nhà Mở cổng cho người ta lẹ lẹ đi Dạ dạ có liền Tư được khúm núm bước tới bên trọng đức Chú kéo ngồi yên nha Để tôi mở cổng cho Trọng đức giấu tay qua bên cười lạc Đâu có dễ vậy anh Tư Ủa chú còn muốn gì Được tự do tay chân sướng thấy mồ rồi Hồi anh còng anh xích tôi Anh mắng chửi tôi tàn nhẫn quá mà Bây giờ anh nói vậy để mở còng ra thôi sao Làm khó tôi nữa sao Phải xá tôi xin lỗi đàng hoàng rồi mới mở còng được chứ Anh ý làm tay sai cho chủ điền Muốn bắt rối đánh đập và còng xích ai Tự ý anh Không cần kể đến quan ức của người ta Bây giờ anh chưa chịu xin lỗi nữa Thì thôi để chừng ông hội đồng về đây nói phải quấy với tôi một đôi lời Tôi mới chịu cho mở còng tư được nhăn nhó bảo Chú Trọng Đức trả đổ tôi ngặt quá vậy Ở đời có dây phải có trả chứ Thôi để khi khác tôi sẽ trả Vậy thì để khi khác sẽ mở công Thấy Trọng Đức ăn miếng trả miếng Tư được sợ cô Út thúc giục mãi Đâm ra đổ quạo mà hại cho gã Gã liền làm mặt dày chắp tay xá Trọng Đức lia lia Nè tôi xin lỗi tí non đó Tí non gặp lúc người ta thúng thế Tí non làm khó dễ hoài à Tôi cũng chạy mặt tí non rồi Trọng Đức cười xòa anh Tư nói như vậy mà không xử sót lại mình xem Anh Tư hồi nào tới giờ Ở trong điện này đã gây bao nhiêu thù hận Với bà con cô bác rồi Anh Tư toàn là lợi dụng khi người ta gặp thế cùng Giận mạc mà gây bao nhiêu điều khó dễ Anh Tư thử tưởng tượng Đến những việc làm ấy độc ác đến bực nào Rồi nghĩ lại xem Việc tôi làm khó anh đây có nghĩa lý gì không Tư được nghe Trọng Đức nói Xấu hổ đỏ mặt Anh ta nghĩ lại Trọng Đức cố ý cho anh ta một bài học rất thấm thiết Anh ta cả đời chỉ dùng sự toan hót nịnh bợ ông chủ điền để làm hùm làm hổ với mọi người trong điền như thế mà có ích lợi đâu. bất quá anh ta được một vài ân huệ hơn những người khác. nhà anh ta cũng rách, vợ con anh cũng đói kém, chỉ riêng cá nhân anh được sung sướng nơi chốn đình đám mà thôi. đã thế dân trong điền lại khinh ghét, ngay đến mấy anh em ruột của anh ta cũng không thích đến anh. một bằng chứng là nếu hai công chết, tư được mất ngay chỗ dựa và có thể bị cô 14 bốn vào cớ anh ta chậm trễ việc cứu cấp hai công để mà trả thù. tư được thở dài nói với trọng đức. Thôi chú em đừng mai mỉa nữa Tu sáng mắt lắm rồi Từ được mở khóa xiền chân Và mở cầm tay cho trọng đức Cô 14 dội bảo chàng Dưới bến có ghe máy chờ Kim Hoa và Hạnh liền nói Cho chúng tôi theo với Kim Hoa nhìn lại lành Thấy nàng có vẻ muốn theo Nhưng chưa dám mở miệng hỏi Liền nắm tay lành kéo đi Có em theo càng hay Em khỏi lo bọn này đưa anh Trọng Đức đi như thế Mà lành hay giữ cho anh ấy Bốn cô gái cùng đi theo với Trọng Đức xuống ghe máy ghe máy chạy ra quận gia rai vào lúc nửa đêm khi ấy bệnh tình của hai công có phần nguy ngập bệnh viện ở quận không có máu sang cho hai công đã mất quá nhiều máu ông hội tám nhìn đứa con trai duy nhất của ông nghẹn ngào bảo làm sao cho nó sống đây gia đình mình ít phước quá mình làm sao cầu xin phước đức ông bà phù hộ cho nó được mình chỉ có tiền rất nhiều tiền nhưng những tiền của bất nghĩa bất nhân kia có mua nổi tánh mạng con mình đâu Ông hội tám khóc lóc năn nỉ với bác sĩ Xin bác sĩ cố gắng cứu dùm con tôi Người bác sĩ ngoại quốc nói rất giỏi tiếng Việt Và đã an ủi ông lần ấy Không biết mấy mươi lần rồi Chúng tôi cố gắng Nhìn số mệnh là ở nơi ý muốn của thuận đế Ông y tá trưởng bảo thêm Và cũng do phước đức nhà ông nữa Khắp quận này không có ai có thứ máu Một loại huyết máu con tôi sao Có thể có nhưng biết ai mà thử máu vào nửa đêm khuya khoắt Hơn nữa việc phân tích máu thuộc loại nào Đâu phải là việc dễ làm Ông hội đồng tám thất vọng Vậy thì thằng con trai của tôi phải chết sao Ông hội tám lo buồn và rầu rĩ vô cùng Nếu có ai cứu sống được con ông Ông sẽ lại ngay người ấy Và người ấy muốn gì ông cũng vui lòng Tình nghĩa cha con rất thâm trọng Ông có thể phát điên lên được Nếu ông mất đứa con trai cưng của ông Lần đầu tiên trong cuộc đời sung sướng của ông Ông mới biết thế nào là sự khắc khoải Đau khổ tận cùng của con người Ông lắc đầu lầm bầm bảo Trời ơi Có phải từ hồi nào tới giờ Gia đình mình làm nhiều việc ác quá Nên mới có cảnh quả bao ngày hôm nay Lại trời Phật Lại tất cả đấng thiên liêng Xin cho con trai tôi được khỏi chết Tôi sẽ bố thí cho dân nghèo Và ăn chay trường được một năm Tôi biết tội lỗi của tôi rồi Xin trời Phật các đấng thiên liêng dung tha cho ông chợt nghe có tiếng xôn xao trước cửa phòng bệnh của công trái tim ông dường thể chìm xuống lồng ngực và hơi thở đứt đi nhưng ông chỉ nghe những tiếng hỏi nhỏ đưa ra rối rít anh tám tôi đâu rồi lẹ lẹ đi kiếm ảnh cho gấp ông hỏi tám không biết tại sao có út tìm ông rồi bước đến cửa phòng mày mày tới đây làm gì người đứng trước mặt ông là trọng đức và chàng vội vàng trả lời tôi đến để cứu con ông nếu còn kịp mày cứu con tao mày nói láo làm sao mày cứu được nó, mày muốn giết nó thì có Trọng Đức nhìn ông thương hại và lắc đầu Nếu tôi muốn giết con ông, tôi cần gì đến đây Con ông cần gì phải tôi giết mới chết Vậy thì mày muốn làm gì nó Ông hội tám toan túm lấy ngực áo Trọng Đức Nhưng một bàn tay mềm mại đã đưa ra ngăn tay ông lại Cô mười bốn thông thả đứng chen vào giữa hai người và nói Trọng Đức nói thiệt đó anh tám mà Trọng Đức có máu thuộc loại máu ô và máu đó sang được cho những người có máu khác loại. Ông Hội Tám nghe nàng nói mà ông mừng quá muốn nhảy dựng lên, nhưng ông chợt nhớ ra, trọng đức là kẻ thù của ông, ông vội thục lui một bước và nhìn chàng với vẻ nghi ngờ. Chàng hứa sẽ cho máu để cứu sống con ông rồi lại rút lời hứa vào giờ chót ư? Chàng làm cho ông mang hy vọng thật nhiều để bị thất vọng một cách thảm thương đó ư? Làm sao ở đời lại có người tử tế quá vậy? Hắn là kẻ thù của dòng họ ông. Ông Hội Tám lắp bắp hỏi trọng đức: mày mày nói thiệt hay là giỡn trọng đức bảo tôi không giỡn trên xác chết mày mày bằng lòng tiếp máu cho con tao phải và vì vậy tôi mới tới đây nhưng máu mày có thiệt là loại máu có thể tiếp cho con tao trọng đức móc bóp lấy chiếc thẻ ghi loại máu của chàng mà bệnh viện sài gòn đã phát cho chàng mấy năm trước đây ông cứ xem người y tá trưởng đứng gần đấy trông thấy thẻ nọ liền cầm hước trên tay ông hội tám mà xem rồi reo lên có người hiến máu rồi đây Không chừng nạn nhân có thể cứu sống được Giới thương của nạn nhân bị một bên mặt và dai Nên cũng không nặng lắm Nếu khỏi bị mất máu quá nhiều Người y tá trưởng đưa Trọng Đức vào Để giới thiệu với vị bác sĩ điều trị Ông hội tám vẫn lẹo đẻo theo bên chàng năn nỉ Mày hứa Ủa mà cậu Cậu hứa cứu con tôi thiệt khéo Đến giờ này ông còn tưởng tôi gạt ông sao Ông hội tám nói lắp bắp Ta tao sợ mày Ủa mà không phải Tôi sợ cậu giỡn chơi đó thôi Nè giỡn chơi với quan thầy thuốc không được đâu nha Cô 14 thấy anh mình cứ nói lại nhại mãi Biết ngay ông hội đồng mừng quýnh lên Mà không nhận biết cử chỉ của ông là kỳ Ông thường làm ác Bụng dạ lật lường tráo trở như người ta Nướng bánh phòng Nên ông cũng sợ Trọng Đức dở trò ấy ra với ông Nàng ôn tồn bảo Anh Trọng Đức đã hứa không bao giờ thất lời Nhưng cũng phải giao hẹn trước với nó Cách thức đền ở ra sao Tao muốn việc gì cũng phải phân minh Trọng Đức bảo Tôi không cần ông đền ơn tôi gì hết Vì tôi hiến máu cho cậu hai không biết có cứu sống được mạnh của cậu không Hiện thời biết sao mà nói Nhưng nếu cậu hai được sống thì tôi mong rằng Ông sẽ ăn ở đàng hoàng và tử tế với mọi người Cũng như tôi đã làm với cậu hai đây vậy Xin lỗi ông Người ta ở đời ai lại tránh khỏi được những tức giận quán thù Tôi cũng vậy Tôi cũng không phải thần thánh gì Mà không nổi lòng thù ghét quán hận gia đình ông Khi nhớ tới việc thảm sát đồng nọc nạn Mà cánh họ nhà tôi là nạn nhân thê thảm nhất Dòng họ tôi phải chết tuyệt vì tai cha ông Và chỉ còn một mình tôi là được sống sót Tôi phải trả thù cho cánh họ của tôi là lẽ dĩ nhiên Và tôi đến đây trong những ngày qua Không ngoài mục đích trả thù ấy Trọng Đức nói đến đó thì ngưng lời Giọng của chàng còn đượm nhiều đau thương và quốc hận Chàng nhìn vào ánh mắt trong suốt của cô 14 và Hạnh Đang chăm chú hướng về chàng Và thở dài một hơi rồi lại nói Thú thật với ông Tôi muốn trả thù ông bằng cách làm cho ông phải đau khổ và nhục nhã đến cùng cực để cho ông hiểu Tiền bạc danh giá của ông Vẫn không mua được hạnh phúc mà ông mong ước Được hưởng với con cháu của ông đến già Nhưng tôi không quen làm ác Không hay hờn giận ai lâu Tôi là nghệ sĩ Người nghệ sĩ đem tài năng trí óc và sức lực của mình Để phục vụ cho người đời Dầu ít dầu nhiều Tôi làm hại ông mà tôi cũng bị thiệt hại trong tinh thần Tôi dùng những mưu mô quỷ quyệt để đánh gã ông Tôi cũng bị lương tâm tôi cắn rứt Tôi nhận thấy chính tôi bị tổn thương nhiều Trong việc trả thù này Cái thù của đời trước của những người không còn nữa đã thuộc về dĩ vãng rồi người bây giờ còn khơi động lại làm gì ông là người vô tội em gái ông các con cái ông có ăn nhầm gì vào việc thù hận trước đâu tại sao tôi vô lý trút vào đầu ông em gái ông và các con cái ông những thù oán không phải do mấy người gây ra tôi cũng là con người tôi không có quyền nhân danh ai cả để gây thêm tội ác ai làm nên tội đã có lương tâm và sự trừng phạt thiêng liêng đưa tới cho họ có nhiều khi lương tâm dày vò con người làm nên tội ác còn hơn cả địa ngục mà họ bị đày sau khi chết ông hội tám gật đầu cậu nói đúng tôi đã có ở trong địa ngục ấy rồi từ khi con dung bỏ đi tôi nghĩ đến nhiều điều mà trước kia tôi không hề tin tưởng tôi tin vào lẽ báo ứng tôi sợ tôi phải trả lại những gì gia đình tôi đã vay quá nặng nhưng thay vì tôi cố gắng làm ơn tạo phúc thì tôi lại quán trách trời đất mà còn muốn làm dữ hơn nữa Tôi không ngờ bị trừng phạt như thế này Bây giờ tôi đã giác ngộ rồi Tôi được cậu mở rộng tầm mắt tôi ra Để tôi nhìn thấy cái ngu ngốc Cái dạ dột của tôi Tôi già đầu rồi mà còn thua kiến thức Của một cậu nhỏ như cậu Ông hội tám nói với một vẻ xúc động chân thành Đến cả cô 14 nghe ông nói Mà tưởng đang mê ngủ Cô không về trong đức đã cái quá được ông Bằng một cử chỉ rất đẹp của chàng Quán thù của đời trước giữa hai cánh họ sang và hèn này tưởng không bao giờ dứt được nếu chưa có một trận sống chết với nhau thì bỗng nhiên được cởi mở một cách nhẹ re như không có gì khi ấy bác sĩ đã chuẩn bị xong cuộc sang máu trực tiếp cho hai công trọng đức được đặt nằm lên giường sắt ngang với giường sắt của hai công bác sĩ thoa thuốc sát trùng xong cấm kim truyền máu vào mạch máu nơi tay của trọng đức máu trong huyết quản của chàng bị hút qua cây kim nọ chạy vào ống dẫn bằng ni lông mà đến một dụng cụ để giữa khoảng cách hai giường sắt Dụng cụ nọ có tính cách hút máu trong huyết quản của người hiến máu một cách từ từ Và để cho máu họ chảy vào ống dẫn đầu bên kia Để thông vào cây kim cấm nơi tay của người được cho máu Trọng Đức nhìn qua giường sắt của hai công Thấy chàng này nằm bất động trên đó Hơi thở yếu ớt hấp hối Đầu và ngực của hai công đã được băng kính Chàng được nghe nói đạn chài của khẩu súng lửa do hai công sơ xuất để nổ đạn ấy Chỉ trúng một ít vào một bên mặt vào vai hai công mà thôi Có thể hai công bị hỏng một mắt nhưng nhờ bác sĩ tận tình cứu chữa Và nếu hai công được trở lên Sài Gòn sớm Thì tánh mạng có thể còn hy vọng cứu sống được Trường hợp bị đạn dữ dằn như thế Mà nạn nhân còn sống cũng là một trường hợp đặc biệt Như nhiều trường hợp khác Có nhiều người bị đạn súng chạy bắn Khi lành vết thương rồi Nhiều viên đạn tròn như nằm trong da thịt Mà không sao cả Sau một lúc sang máu Hơi thở của hai công được điều hòa hơn Ngực chàng thở phập phồng lên xuống trông thấy rõ Và ai cũng biết Chàng nhờ có máu của Trọng Đức vào thân thể mà mới thoát khỏi giây phút nguy hiểm sắp xảy ra. Ông hội tám mừng như chính ông được hồi sinh. Ông hết bảo với cô mười bốn lại quay sang nói với Hành. Kìa, kìa, thấy nó thở đó không? Hồi nãy tao tưởng nó đứt hơi rồi chứ. Hành lợi dụng dịp đó nói cho Trọng Đức. Nếu không có anh ở đó, anh hai tôi không thể nào sống được. Ừ, tao không về thằng Trọng Đức tốt như vậy. Thiệt ra cũng tại mình nghĩ quấy cho nó. Bây giờ đền ơn nó cách nào đây Anh không cần đền ơn Nó nói vậy cho mình phải tính cho nó cái gì chứ Khi con người xấu trở lại tốt Họ muốn cho mọi người trông thấy rõ cái tốt của họ để mà ca tụng Ông hội tám lại dư phương tiện để làm cho ông được dân trong điện khen ngợi ông Hơn nữa ông muốn làm phước để được thêm phước Và đối với những điều mà người ta gọi là âm đức Thì gia đình ông chưa có gì hết Cô 14 hiểu tâm lý ấy cô xót xa nhìn về phía lành đang đứng băn khoăn trong một góc phòng để theo dõi cuộc sang máu của trọng đức mà khẽ thở dài rồi bảo với ông hội tám anh muốn đền ơn thiệt tình cho trọng đức chớ sao nó cứu sống được con tao nó muốn gì tao cũng có thể cho nó được trọng đức hình như yêu con lành có phải vậy không cháu hạnh hạnh ngước mắt nhìn cô mười bốn nàng trông thấy ánh mắt cô út một thoáng vẻ u sầu Cô 14 cũng cùng một tâm trạng ngỡ ngơ Mến tiếc người yêu như nàng Nhưng thực tế không cho phép hai cô được kết duyên với trọng đức Và họ không còn cách nào tỏ tình quyến luyến khác hơn Là thi ơn với người bạn tri âm Mà họ đã sống qua những giờ khắc không thể nào quên được Hạnh gật đầu Trọng đức sẽ cưới lành làm vợ Cô 14 quay sang nói với ông hội tám Anh muốn đền ơn cho trọng đức mà ảnh không chịu Thì anh cứ cho con lành với một hành động có ý nghĩa Là một ông chủ điền Đứng ra lo đám cưới cho con gái một tá điền rất xứng đáng Ông hội nhìn thấy hai công càng có vẻ được hồi sinh Và thoát khỏi cơn nguy hiểm đến tính mạng Ông càng mừng rỡ và bảo Được mà Tao cho tiền vợ chồng hai quê gả con gái Và tao cho con lành một số tiền hội môn xứng đáng Tao lại sẽ cho hai quê làm cặp răng trong điền Từ rai Trong điền mình sẽ không còn những cảnh áp bức Hà hiếp tá điền gì nữa Vì tao cho bọn chậu rìa sẽ ra rìa hết Cô 14 gật đầu tán thành hay lắm Anh làm vậy tôi quan nghênh anh vô cùng Chính bọn chầu rìa đó đã làm cho anh bị mất lòng với tá điền Là những người ngay thẳng thật thà Và có thể giúp đỡ anh tận tình tận lực Anh đối đãi tốt với họ đi Rồi anh có việc gì thử coi họ có dám chết cho anh không chứ Tại sao anh không biết thương những người như vậy Mà lại ưu đãi một bọn nịnh bợ Và xúi dục anh làm bậy Để chúng thừa nước đục thả câu Mà khi anh gặp nguy gì Là chúng phản anh trước hơn ai cả Ông hội tám thở dài <laughs> kỳ này tao sáng mắt ra rồi Gia đình tao suýt nữa bị tan nát cũng vì tụi nó Con dung ra đi và phải hư hết cuộc đời Thằng công bị tự hôn và thành tàn tấn như vậy Cũng do tao mê muội mà ra hết Chung quanh tao toàn là bọn nịnh bợ và lợi dụng Chúng đưa đẩy tao vào những tội lỗi không mà thôi Bây giờ thằng công giàu có sống Đời nó cũng không có hạnh phúc gì Cô 14 đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi hạnh Ủa Kim qua đâu rồi chỉ mới đứng đây hồi nãy mà Hay là Kim Hoa bỏ về rồi Cô ta tới đây cho trọn chút nghĩa với công đó mà thôi Mình cũng không trách được cô ta Hạnh lầm bầm nói Cháu chắc chị ấy chưa về đâu Chắc chị ấy vừa bước ra ngoài Nàng đi ra cửa để tìm Kim Hoa Nàng vừa đến bên cửa thì dừng chân lại và kêu lên Ủa chỉ đây nè Kim Hoa từ ngoài bước vào Đi sau nàng là một thiếu nữ mặc áo bà ba trắng quần đen gương mặt xinh đẹp và hơi ốm thoảng bụng đã độn áo cô gái nọ có vẻ bỡ ngỡ và hoang mang nàng nhìn trên giường sắt thấy hai công nằm im rơ liền bật lên một tiếng khóc và chạy đến bên trời ơi anh nàng ôm lấy chân công khóc nức nở ông hội tám kinh ngạc hỏi cô mười bốn con nhỏ đó là con nhỏ nào vậy nó làm gì kỳ vậy cô mười bốn cũng không biết cô gái nọ là ai nhưng lành đứng bên giọt miệng nói con hiền con gái của ba quốc ba quốc nào phải ba quốc trong điện mình không bẩm ông phải ba quốc và cả gia đình bị đuổi ra khỏi điện hôm tháng trước vậy sao tao nào có hay biết gì đâu nhưng ai đuổi gia đình đó bẩm ông cặp rằng ba đuổi bắt họ phải dở nhà trong một tiếng đồng hồ vì tội gì chứ lành lắc đầu nói không tội gì cả ngoài cái tội có con gái đẹp và đứa con gái ấy bẩm ông lại dại dột nghe lời cậu hai mà phải ôm bầu tâm sự ông hội tám vỗ tráng kêu lên à phải rồi tao nhớ là vụ đó nhưng thằng cặp rằng ba nó con nhỏ đó lang bang lắm bon rút tiền bạc của cậu hai và xúi giục cậu hai làm những chuyện bậy bạ cha và anh của nó cũng là người không tốt cô mười bốn cười lạc anh hơi đâu mà tin lời cặp rằng ba thằng công chuyên môn xúi dục dụ dỗ con cái người ta làm bậy chứ không có đàn bà con gái nào mê hoặc được nó đâu nó toàn đi phá hoại đời trinh thơ của con gái người ta bởi thế Nếu nói con nhỏ kia là lang bang là không đúng Tôi có nghe phong thanh việc này rồi Dân trong điện tháng quán anh dữ lắm Anh phải làm sao chứ không thể buông trôi vụ này được Tôi không về thằng công nó làm những việc qua mặt tôi như vậy Vô nhân đạo đức là lấy con gái người ta có chữa Rồi vu quan cho cha anh của nó bị bắt Và rồi đuổi luôn cái gia đình người ta phải dở nhà ra khỏi đất của mình Mà người ta đã có công canh tác từ lâu mình có thể hiểu là thằng Công làm bậy Sợ bị trách nhiệm mới nghe lời sử dục của bọn chầu rìa Mà dở thói đối xử bất nhân Tàn nhẫn ấy Nhưng nó là con nít Nó ngu Nó làm bậy còn có thể chăm trước được Đến anh là người chủ điền Anh đã rõ chuyện rồi mà anh để yên cho nó làm vậy Anh phải hoàn toàn gánh lấy tội ác của nó Ông hội tám lắc đầu thở dài Tù sông không đạo đức Con tôi nó trông thấy gương xấu của tôi mà bắt chước theo Còn dữ dội hơn nữa Bây giờ tôi nghe lời cô mà giải quyết ổn thỏa việc này Ba quốc và thằng con trai y hiện thời ở đâu Cô 14 chỉ tay về Trọng Đức và nói Hai người đó đã nhờ anh Trọng Đức cứu rồi Ông hội đồng tám càng kinh ngạc hơn nữa Và không hiểu vì sao Trọng Đức lại có quai quyền gì Mà cứu được ba quốc và người con trai ra khỏi điều buộc tội rất nguy của công Kim Hoa mới ứng tiếng lên nói cho ông hội tám nghe rõ đầu đuôi câu chuyện Công lừa gạt tình yêu của Hiền ra thế nào Và sau khi thấy Hiền mang thai thì lại trở mặt hãm hại gia đình nàng cách nào khiến cho trọng đức là kẻ bàn quan mà không chịu được nên trọng đức mới tìm đến kim hoa để bảo nàng nói với công nương tay cho ba quốc và người con trai nọ chính trọng đức đã chờ ba quốc và con trai của y ở cửa quận để đưa về sum hợp với vợ con y kim hoa lại nói thêm bây giờ bác đã rõ vì sao cháu từ hôn với anh công anh ấy hứa hẹn với cháu sẽ sửa đổi tánh tình xong đã nhiều lần rồi anh ấy không giữ lời cháu thà vậy chứ nhất định không kết duyên với một người đàn ông đã nhiều phen phản bội tình yêu hơn nữa anh công lừa gạt một cô gái trinh thơ cho đến nỗi mang bầu rồi anh ấy phải nhìn nhận giọt máu rơi của anh ấy và rửa nhục giùm cho người con gái đáng thương ấy bằng cách cưới cô ta làm vợ là hợp lý hợp tình hơn cả ông hội tám thở dài ba à, bác không về thằng công làm nhiều điều tác tệ kim hoa kéo tay hiền đến trước ông hội tám và bảo Em không chào cha chồng em đi Hiền sững sờ và ngơ ngác nhìn ông hội tám và Kim Hoa Kim Hoa lại nói tiếp Dầu muốn dầu không Cái bào thai nằm trong bụng Hiền Cũng do khí quyết của công mà ra Như thế sau này đứa bé nằm trong bụng Hiền Phải gọi ông hội đồng tám bằng ông nội Ông hội đồng tám Đang lo lắng và sợ hãi Dòng họ của ông không có người nói giỏi Xong ông không biết rằng Ông có một đứa cháu nội vô thừa nhận Ông nhận đứa trẻ ấy là cháu nội của ông thì đó là điều phúc đức lớn lao Vô cùng tưởng không có gì bằng nữa Có một người chăm thêm một lời vào Và biết đâu Bệnh tình của cậu hai công lại không nhờ thế mà thuyên giảm Mình phải tin vào những lẽ báo ứng quyền bí của trời đất Và người ta cũng hằng nói Cái đức có thể thắng được số mạng Cô 14 trông thấy ông hội tám còn đang lưỡng lự Liền nói thêm Phải đó Anh tám mà Gia đình mình không có phước đức Đây là một dịp anh tạo nên phúc đức Sao anh còn ngần ngại? Hơn nữa chút xíu đây sẽ có phi cơ trực thăng chở công về Sài Gòn điều trị, ai sẽ theo công mà nuôi bệnh được đắc lực bằng hiền, là người có thể hy sinh hết cho công. Bệnh tình của công tùy thuộc vào người nuôi bệnh tận tâm và sốt sắng hay không." Ông Hội tám gật đầu và nhìn về hiền với cặp mắt khoan dung, ông toan mở miệng nói, chợt nghe nơi bạn sắc có tiếng người bảo: "Thôi, sao bao nhiêu máu đây cũng đủ rồi." mọi người vội nhìn sang và trông thấy viên trưởng y tá đã ngưng việc trực tiếp truyền máu ông ta thoa thuốc sát trùng và dán băng keo vào nơi chỗ cấm kim nơi cánh tay của hai người trọng đức có vẻ như thường và không bệnh nhọc gì cả công thì đã hồi tỉnh và mở con mắt không bị băng ra mà nhìn về hiền chàng đã nghe câu chuyện bàn tán nãy giờ của mọi người và không có ý phản đối hiền máy động tâm linh từ từ tiến đến bên chàng anh công cũng khẽ kêu lên em Hiền nhẹ ngào bảo Lát nữa anh được trở về Sài Gòn Anh có bằng lòng cho em theo nuôi bệnh Công gật đầu đồng ý Ông hội tám trông thấy con trai ông Nhờ được tiếp máu vào mà có thể vượt qua cơn nguy hiểm Ông cũng hết sức vui mừng và cảm động Bảo Công Mày nhìn nhận cái thai trong bụng nó hả Công đưa tay nắm lấy tay ông hội tám gắng sức bảo Nó là con tôi Là cháu nội của ba Nếu tao nhìn nhận nó Tao phải cưới con Hiền cho mày Mày bằng lòng không Công đưa mắt nhìn về Hiền Ánh mắt của chàng dịu hiền và âu yếm Như trong những đêm trăng mật của tình yêu Mà chàng và nàng lén lút gặp nhau Hiền bỗng nhiên gục đầu vào cánh tay chàng Nức nở bảo Anh ơi dầu anh tệ bạc với em Em vẫn yêu anh như thường Nơi khóe mắt của công rồng rồng chảy xuống một dòng lệ Chàng đưa tay vuốt tóc Hiền Và nghẹn ngào bảo Nếu anh còn sống Anh không phụ em nữa đâu Vừa khi ấy viên trưởng y tá bước vào và nói Đã có phi cơ trực thăng đến rồi Phi cơ trực thăng đậu ở sân banh quận Hai công rất may mắn là bị thương nhằm lúc có phái đoàn y tá quốc tế đến quận hoạt động Và phái đoàn này có phương tiện cứu cấp và chuyên chở nhanh chóng Nên vết thương của chàng rất có thể làm cho Lâm Nguy đến tánh mạng vào lúc bình thường Thì lại được cứu thoát nhờ vào những phương tiện dồi dào nọ Ông hội đồng tám khoát tay bảo với Hiền Ừ, con muốn theo nuôi bệnh nó thì đi theo nó đi Thế nào rồi nói ngày mai đằng này cũng lên Sài Gòn Và tìm được hai đứa Hai người phụ điều dưỡng đã giật công qua nằm lên mặt ca Để đưa lên xe học thập tự Ông hội tám móc túi lấy một sắp bạc vào khoảng 5 ngàn và trao cho Hiền Con cầm số tiền này để lo cho nó Hiền còn ngại ngùng chưa cầm lấy số tiền Cô út liền giật tiền nơi tay ông hội tám ra Và dúi vào túi của Hiền Bây giờ cháu là người nhà rồi Đừng ngại ngùng gì hết Vì cốt yếu là làm sao lo cho công đầy đủ tiện nghi khi dưỡng bệnh cháu cất tiền đó đi ngày mai sẽ gặp lại thôi cháu lên xe kẻo trễ hiền cảm động bước lên xe chiếc xe hồng thập tự lăn bánh chạy ra sân banh là nơi có phi cơ trực thăng chờ một lát sau tiếng phi cơ đã bay dần vũ ở trên không và xa dần đi hành lắng tai nghe tiếng động cơ của máy bay nọ và nói lầm bầm cầu xin cho anh hai thoát nạn và cừu quán đôi đàn không còn nữa kim Hoa đứng gần bên nghe nói thế liền gật đầu bảo Bác Hội đã tỏ ra rất cởi mở và giác ngộ Nhưng nếu anh Công có bề gì Thì cũng làm cho bác thối chí phần nào Và không sốt sắng lắm vào những việc cải tiến Có ích lợi cho dân chúng trong vùng Cô cầu xin cho anh Công Được thoát nạn là phải lắm Và cả tôi nữa Tôi cũng hết lòng mong muốn cho Công được tai qua nạn khỏi Tôi tưởng rằng Cũng có rất nhiều người đồng ý với chúng mình Và nhất là Trọng Đức và Lành Hạnh đưa mắt nhìn quanh và nói Ủa anh Trọng Đức đâu rồi Ờ à, ảnh mới đây mà Cả lành nữa mới đây mà đã biến đâu rồi Chắc hai người đã ra ngoài sân rồi Nhưng ngoài sân bệnh viện Vẫn không có trọng đức và lành Ông hội tám cũng nhận thấy sự vắng mặt của hai người Liền bảo với những người dưới tay Bày đi kiếm trọng đức coi Cậu ấy ở đâu Tao phải trả ơn cậu sang máu cho cậu hai bay Mọi người túa ra tìm trọng đức và lành Mãi mà không thấy đâu Họ đổ chừng trọng đức và lành đã rời quận lỵ Trở về ấp nọc nạn rồi Ông Hội Tám cũng xuống nghe máy trở về điện của ông Khi đi ngang nhà hai quê Ông Hội bảo ghé ghe máy vào bến Và lên nhà tìm Trọng Đức với lành Vợ chồng hai quê ngơ ngác Không hiểu Trọng Đức và lành đi đâu mà chưa về nhà Ông Hội lại về đến nhà ông Và vẫn không trông thấy tâm hơi hai người nọ đâu cả Ông dội bảo với cô Úc Sáng mai tao phải lên Sài Gòn Việc của thằng Trọng Đức là người ơn của gia đình mình Thì tao nhờ mày ở nhà giải quyết Tao không về nó là kẻ thù của dòng họ mình mà rốt cuộc nó lại sang máu cứu con trai tao thành ra nó nhỏ mà nó biết chuyện quá không lẽ tao ngần này tuổi rồi lại xử sự, sự thua kém nó sao vậy mày thay mặt tao mà đền ơn cho nó tốn kém bao nhiêu không đáng kể cô út bùi ngùi nói anh trọng đức là người rất tốt tôi sợ ảnh đi như thế này là không muốn cho gia đình mình đền ơn đáp nghĩa gì hết ông hội tám khóa tai bảo dầu sao mày cũng ráng kiếm cho được hai đứa nó để thay mặt cho tao mà tạ ơn có như vậy tao mới được yên lòng là thù cũ quán xưa hoàn toàn được cởi mở và biết đâu không vì thế mà đất nước ông bà không dòm ngó lại cho thằng hai công nhờ ông hội nói xong bỏ đi vào nhà cô mười bốn nhìn theo anh buông tiếng thở dài suốt đời ông hội đến ngày hôm nay ông mới thốt ra được những lời nói nhân nghĩa song ông có nhiều phương tiện trong tay và nếu ông thật tình nghĩ ngợi thương xót đến hạng người làm than cơ cực dưới tay ông thì những việc làm hữu ích của ông cũng có một tầm mức quan trọng lắm Cô 14 lại nghĩ đến thân phận của cô Cô cũng là con người ích kỷ và ỷ lại Cô sống trong cảnh giàu sang nhung lụa Cả đời không làm việc gì ích lợi cho ai Mặc dầu cô có sẵn phương tiện Cô chỉ biết đến những ham thích cá nhân Cô tranh giành tình yêu và chạy theo dục vọng nhất thời Nếu cô có giúp đỡ một vài người trong điền, Là cô tùy hứng ban ơn tác phúc cho người ta Chứ không phải cô có lòng nhân đạo Và biết thương yêu đồng loại một cách thật sự Cô rùng mình nghĩ đến những việc quả báo cô trông thấy nhãn tiền Người chỉ biết sống cho mình Không làm gì được ích lợi cho đồng bào, đồng chủng Chẳng những là uổng cho kiếp sống của mình Mà thêm chật đất cho thiên hạ nữa Những kẻ ích kỷ ấy làm sao có được phước đức Và khi có chuyện gì cũng không ai thèm tiếp cứu cho Cô 14 tự thẹn lấy mình Cô không bằng một anh kép hát là trọng đức Anh ta không học hành sâu rộng gì Nhưng bẩm tánh con nhà nghèo của anh ta Đã khiến cho anh ta có lòng thương xót Đến người đồng loại Nhất là trong cảnh khổ sở lầm than như anh Nhờ thế anh suốt đời không cực khổ Mặc dầu anh nghèo Anh lại không gặp những gì nguy biến quá đổi Mà không thoát ra được Hoặc bằng cách này hoặc bằng cách khác Điều rõ ràng và thiết thực nhất Mà cô 14 được chứng kiến Là trọng đức đổi được thù ra ơn Không phải vì chàng gian ngoan xảo quyệt Muốn lèo lái sự việc như thế song vì do thương người tự nhiên của chàng mà ra Đã có lòng thương người là có sự hy sinh và trong đức đã quên mình mà cứu cháu trai của nàng nàng há lại không dám quên mình để cho chàng được vui vầy hạnh phúc với lành hay sao cô mười bốn thở dài lầm bầm nói một mình chàng đã hứa trốn theo mình nhưng bây giờ chàng có lành là cô gái thích hợp nhất với chàng rồi mình còn làm trở ngại chi cho con đường hạnh phúc của chàng thôi thì sẵn luôn đây mình làm cho đẹp mặt chàng thêm cô mười bốn gọi bọn cặp rằng ba và tư được lại bảo cho biết Ông hội đồng tám đã nhất định để cho chú Hai Quê thay thế chức vụ cập rằng Và tất cả dân trong điện đều phải nghe lời của cô và chú Hai Quê Cô sai tư được truyền rao cho mọi người trong điện biết điều ấy Và nếu ai trông thấy trọng đức và lành ở đâu Thì phải mời về nhà cô cho cô thay mặt ông hội đồng đền ơn cho họ Dân trong điện nghe được tin nọ vui mừng khôn xiết Việc ông hội đồng tám cử một người hiền lương phúc đức lên Làm cập rằng cai quản mọi việc lớn nhỏ trong điện Ông đã nói cho mọi người biết những quan trọng và bất ngờ nơi ông Mà từ lâu họ không dám tin sẽ có Lệnh của cô 14 truyền ra khắp cả điện tuân theo trăm rắp Nhưng lần này họ tuân lệnh của chủ điện mà họ vui lòng Vì họ biết lệnh nọ không có ác ý Trọng Đức và Lành bị giữ lại ở đầu điền trên một trên một chiếc tam bản không có mui mà hai người toan dùng ghe ấy trốn ra khỏi đồng nọc nạn. Lành lắc đầu thở than. Trời ơi trốn đi đằng nào cũng không được hết Người trận giữ tâm bạn của nàng Vội khoát tay nói Ý Ý đừng có kêu trời Tôi mời về chứ không phải bắt đâu Mời về đâu Về nhà cô Út Trọng Đức giọt miệng hỏi Chi vậy Không biết nữa nhưng mà hiền à, chứ không có giữ như mọi lần Cặp răng thay đổi rồi Trong điện ai cũng nhẹ thở hết sức Ai làm cặp răng Hai quê đó biết không Trọng Đức cười nói Ủa ông là tí vợ tôi mà Vậy ha Cô em đây là con gái hai quê sao Lành cười lõn lẻn Phải Ông là tía tôi Tôi không về ông làm cặp răng chứ Nhưng như vậy càng không hại gì nữa Chú cứ để tụi tôi đi rồi nói với tía tôi Là ít lâu tụi tôi sẽ về thăm nhà Bây giờ tụi tôi phải đi ra cho kịp chuyến xe Người nọ vội khoát tay nói Ý vậy đâu có được Thở nay điện mình nghiêm lĩnh lắm Ở trên đã biểu sao ở dưới phải tuân theo răm rắp Bây giờ tôi để hai người đi Rồi nói làm sao với hai quê và cô Út đây mà việc gì hai người lại không trở về gặp cô Út, người ta mời mà, người ta muốn đền ơn chứ đâu phải làm tội. Trọng Đức nhìn ánh bình minh đã hiện ra nơi chân trời, chàng muốn lánh mặt đi êm với lành như thế để khỏi phải gặp lại Kim Qua, Hạnh và cô Út. Ba cô gái nọ đã gieo vào lòng chàng nhiều tình cảm chân thật mà chàng khó quên được. Nhưng gặp nhau đi làm gì nữa, để ngậm ngùi tiễn biệt nhau mà không thể nói hết được nỗi lòng của nhau ư? Chợt Trọng Đức nghe có tiếng máy dầm khô dưới nước một chiếc ghe tam bản ở xa chèo tới trên ghe có người rọi đèn về phía ghe chàng và hỏi phải ghe của cô lành con gái của cặp rằng quê đó không lành sửng sốt lên tiếng phải ai hỏi gì tôi vậy ủa mà hình như là chú quản gia của nhà cô kim Qua ghe nọ đến gần người đứng trước mũi ghe và rọi đèn nọ đúng là người quản gia cô họ mã y bảo ghé tam bản vào bên ghe của lành và chắp tay chào hỏi nàng mừng cho cô được duyên lành cô hai tôi biết cô và dượng sẽ đi qua đây nên biểu tôi đem lễ vật chúc mừng trong lúc cấp bách cô tôi không kịp mua sắm gì cả nên chỉ gửi cho cô được một ít hàng lụa tiền bạc và nữ trang nói xong viên quản gia lấy một chiếc gia ly nhỏ trao cho lành biết không từ chối được lành đành cầm lấy và nói chú về thưa lại với cô kim hoa là chúng tôi cảm ơn cô không biết lấy gì mà nói cho hết viên quản gia nói vài lời xã giao rồi lui ghe Ghe vừa khuất bóng thì lại có một tam bản ngược chiều đến Trọng Đức nhìn người chèo ghe và nói Ơ kìa, cô Út tới rồi Người chèo ghe nọ là Năm Còn Người tôi tới thân tính của cô 14 Năm Còn trông thấy Trọng Đức và Lành liền giơ tay vẫy và bảo Hai người khoan đi đã nha Có cô Út và cô Tư Hạnh muốn gặp đây Lành biết ý tìm cách tạm thời lánh mặt Trọng Đức à, anh tiếp chuyện với hai cô một chút nghen Để em vào mua các chiếc gia ly này đã Hai người đó tới để tiễn chân tụi mình đó Trọng Đức cũng hiểu cô Út và Hạnh có chuyện riêng cần nói với chàng liền gật đầu và bảo với lành Được rồi em cứ vào trong đi Chàng rời thuyền bước lên bờ Khi ấy ghe tam bản của cô Út cũng vừa tới nơi Cô 14 chờ năm còn ghé ghe vào bến Rồi mới từ trong mui bước ra và bảo với Trọng Đức Trước khi anh tôi đi Sài Gòn Anh tôi có quỷ thác cho tôi việc đền ơn cho anh Sao cho xứng đáng Ồ ơn nghĩa gì chuyện nhỏ nhất ấy Cô 14 nhìn người yêu cảm động nói Tôi hiểu anh làm ơn không cần báo đáp Nhưng anh cũng vui lòng mà để cho tôi hành động đúng theo lời căn dặn của anh tôi chứ Thêm nữa Cháu Hạnh tôi cũng cần phải trả ơn với lành Là người đã giúp Hạnh nhiều điều quan trọng và hữu ích Cô 14 vừa nói vừa đi dần ra xa Trọng Đức cũng bước theo nàng Hai người trầm ngâm trong giây lát Rồi cô 14 mới cất tiếng hỏi chàng Anh định đi về đâu? Trọng Đức thở dài Có lẽ anh đưa lành lên Sài Gòn Cô 14 thở dài và bảo Phải Anh nên ở Sài Gòn là hơn Anh là người ngay thẳng, hiền đức Và có những thiên tư có thể giúp anh thành công trên đường đời Nếu anh đủ phương tiện trao dồi và khai thác Anh chưa có ý thức gì về việc đó cả Anh chỉ đưa lành lên Sài Gòn để tìm công ăn việc làm mà thôi Dầu sao ở nơi đó Nếu mình quyết chí làm ăn lương thiện mình cũng có thể kiếm được cách sanh sống Anh khỏi lo sanh kế gấp lắm Vì em có tặng riêng anh 100 ngàn Trọng đức sửng sốt Ồ em cho chi nhiều Em còn muốn tặng gấp mấy lần hơn Em cũng hiểu tánh của anh Không thích ỷ lại hay nhờ nhỏ vào phụ nữ Cô 14 nhấn mạnh giọng Em xin anh chớ từ chối Chúng mình đã thông cảm nhau quá rồi mà Anh mà không nhận số tiền của em Em buồn phiền đến suốt đời Em cho rằng anh chê đồng tiền của em là đồng tiền hôi tanh dơ giấy ấy ấy em đừng nói vậy Nàng mỉm cười thiết tha Như vậy là anh nhận lời rồi đấy nhé Em quá tốt với anh Nhưng số tiền đó nhiều quá Có gì mà anh gọi là nhiều Ngoài số tiền đó Em còn tặng cho anh Và lành 10 lượng vàng nữa Đó là lễ vật đi mừng đám cưới anh Anh không được quyền từ chối Anh để cho em có dịp được giúp anh Trọng Đức ơi Anh cũng hiểu em quý mến anh đến bực nào và nếu đừng xảy ra việc này thì giờ này chúng mình đâu phải xa nhau cuộc đời của em còn giao phó cho anh thay huống chi ngoại vật trọng đức nghẹn ngào em thiệt là trọn tình nghĩa anh không biết lấy gì để tạ ơn em anh đừng quên em là đủ anh có nhớ nhung em lắm cũng không làm gì được tụi mình ở khác giai cấp nhau kiếp này đành phải lỗi hẹn nhưng không bao giờ anh quên được cái ơn tri ngộ của em Cô 14 ngậm ngùi nói Cuối năm nay em sẽ dâng lời anh Tám mà lấy chồng Người con gái như em không thể ở mãi như thế này được Vì còn phải lo việc bảo vệ cơ nghiệp nhà Nhưng tình yêu của em không còn nữa Và anh mãi mãi là người chồng của tâm hồn em Nàng nói mà không cầm được nước mắt Trọng Đức hết sức cảm động Chàng cố nén lấy lòng và muốn chấm dứt cuộc nói chuyện sắp đi lần đến điều nguy hiểm Chàng dội bảo Kìa, Hạnh đã nói chuyện xong với lành cô 14 nhìn lại Thấy Hạnh và Lành đã bước ra khỏi mua ghe Lành gọi Trọng Đức và bảo Cô Tư thay mặt cho ông chủ điền Biếu cho tụi mình Vừa tiền bạc vừa nữ trang Có hơn trăm ngàn đồng Trời ơi tiền bạc nhiều quá Chưa bao giờ em thấy ngợp mắt như vậy Em chưa biết tính sao Nên hỏi ý kiến của anh có nên nhận hay không Trọng Đức ngạc nhiên quay sang hỏi cô 14 Lại có thêm món tiền của ông hội Nhưng cô 14 đã nhanh tay kéo Hạnh xuống ghe tam bản và bảo Dĩnh biệt trọng đức gia lành hạnh cũng tươi cười chúc hai người trăm năm hạnh phúc trọng đức giỏi ngoắt tay bảo khoan đã hai cô biếu cho nhiều quá nhưng ghe tam bản của hạnh và cô mười bốn có gắn máy đuôi tôm và năm còn đã mở máy cho ghe chạy phăng phăng đi trọng đức và lành đứng nơi cầu bến nhìn theo ngẩn ngơ hạnh và cô mười bốn hôn tay gửi về cho hai người và vẫy khăn mãi cho đến khi ghe máy chạy khuất bóng trọng đức khóa tay qua vai lành và nhìn về phía trời hừng đông bình minh sáng tỏ rạng ngời trên con đường sắp đi của đôi trai gái hân hoan đi về một cuộc đời mới chợ lớn ngày mười bốn tháng hai năm một chín trăm bảy mươi hết chuyện